bước vào đây mà tôi đấy. Hello cả nhà. À, mình chào mừng cả nhà đã quay trở lại với mình ha. Hôm nay là mình nấu một cá nục và kho với thơm này xả xong em cả nhà, rất là ngon luôn. Cá nục mình chiên đây rồi, còn rất là ngon luôn. Bây giờ là video của mình đến đây xin tạm dừng, hẹn video lần sau mình chia sẻ với cả nhà nhiều hơn nha.